Xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube channel của mình. Mình là Ethan Nguyễn và bữa nay mình sẽ đi chợ mua một món ngẫu nhiên và về nấu cho tất cả các bạn cùng xem. Nếu các bạn thấy thích, hãy nhấn like, chia sẻ kênh YouTube của mình và đừng quên bấm subscribe nhé. Thank you tất cả các bạn. Hello các bạn, bữa tối của chúng ta sẽ gồm có một miếng thịt bò, lá thyme, rosemary và tỏi, và đặc biệt là nấm. Đặc biệt hai cái lá này, thyme và rosemary, mình không biết cái tên của nó ở bên tiếng Việt là gì. Nếu các bạn biết thì hãy comment phía bên dưới cho mình nhé. Cảm ơn các bạn. Trong khi những cái gia vị ướp thì mình sẽ xài những cái gia vị rất là bình thường để không có bay đi cái chất vị của miếng thịt bò thơm ngon của chúng ta. Chúng ta sẽ xài kosher salt, các bạn có thể xài muối biển, tất cả loại muối có thể xài được. Tiêu, mình sẽ xài peppercorn, là loại trộn lẫn nhiều loại tiêu với nhau, gồm tiêu đen, tiêu trắng, tiêu xanh và tiêu đỏ. Wasabi, sốt, chúng ta để làm nước sốt. Cuối cùng khi mình làm xong thịt bò, mình sẽ lấy mình làm nước sốt. Nếu các bạn không có wasabi loại này ở Việt Nam, chúng ta có thể làm wasabi bình thường, nhưng phải bỏ ít thôi, nếu không sẽ có vị cay nồng. Chúng ta cùng vào bếp. Đầu tiên chúng ta sẽ làm nấm. Chúng ta cắt nó và chúng ta sẽ rửa nó cho sạch. Tùy theo tất cả các bạn thì chúng ta nên cắt loại nấm này nó hơi dày một tí xíu, để khi mình xào mình ăn nó sẽ ngon hơn. Có nhiều người thì họ sẽ cắt cái nấm nó sẽ mỏng hơn, nhưng đối với mình thì mình thích nó dày hơn. Tỏi, tùy mỗi người, chúng ta có thể lột vỏ và làm luôn một củ tỏi, hoặc chúng ta có thể đập ra như thế này. Nguyên liệu của chúng ta đã xong, gồm có nấm và tỏi đã cắt và rửa sạch. Riêng thịt bò, miếng thịt bò của chúng ta rất là dày, cho nên chúng ta sẽ dùng nhiều muối hơn một tí xíu, nhưng đừng cho quá nhiều. Tiêu, ướp cho đều nhé. Chúng ta sẽ bật lò lên. Để cho chảo nóng, chúng ta bỏ bơ vào. Ta sẽ to tỏi vào. Điều đầu tiên chúng ta nên làm là bỏ thyme và lá rosemary vào chảo. Sear có nghĩa là chúng ta sẽ làm cho nó chín bề mặt bên ngoài của miếng thịt bò, và nhìn cho nó có vẻ khét để cho nó hấp dẫn hơn. Khi mình chở cái miếng này lại, các bạn sẽ thấy là nó hấp dẫn cỡ nào, ngon hơn cả khi đi tiệm nữa kìa.
Các bạn thấy chưa? Nên mua một loại giống như vậy để mình đo được cục thịt bò nó là medium rare hay là well done. Mà medium rare có nghĩa là vừa chín tới, rare có nghĩa là còn sống, và well done là quá chín. Nhưng mà đối với mình, thật sự là mình ăn thịt bò thì nhiều người nói là ăn sống nó cũng không tốt. Nhưng nếu mà bạn ăn chín quá thì nó sẽ khô và không ngon và mất đi giá trị của một miếng thịt bò. Khâu đoạn thịt đã xong, chúng ta bắt đầu làm nắm nha các bạn. Chúng ta sẽ dùng lại cái bơ mà hồi nãy chúng ta nướng thịt để mà xào nắm. Tôi sẽ cho nước tương vào. Mình vẫn thích rượu hơn, mình sẽ cho vodka, rượu đế của Nga Sô. Mirin, rượu Nhật. Chúng ta sẽ cho một chút tiêu vào. Không cần cho thêm muối nha các bạn, tại vì mình đã có nước tương rồi. Nấm của chúng ta đã chuẩn bị xong. Và nước sốt chúng ta sẽ dùng bơ còn lại khi mà chúng ta xào thịt và xào nấm. Chúng ta sẽ trộn chung với nhau. Và nước sốt này là rất là đặc biệt nha các bạn. Mình nghĩ là chưa có ai có đâu. Mình share cho các bạn để các bạn coi thêm. Đầu tiên chúng ta sẽ làm cho chảo nóng lên. Mirin, rượu của Nhật. Rượu này rất là ngọt, cho ít thôi nha các bạn. Vodka. Và nước sốt wasabi. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Nước sốt này khi mà chúng ta chấm thịt thì rất là ngon. Rất là ngon các bạn. Đây các bạn ơi, và đây là thành phẩm của chúng ta. Nhìn rất là hấp dẫn, tuyệt vời.
One Eternity Later. Ok, xin chào các bạn, và mình đã trở lại. Và mình xin review cái món ăn mà hồi nãy của mình nha, món thịt bò đó các bạn. Thực sự ra cái món thịt bò đó là rất là ngon, mềm. Nói chung á là nó là một thịt bò Wagyu của Mỹ. Ăn rất là mềm và rất là ngon. Mình không biết thịt bò của Nhật như thế nào, nhưng mà thịt bò của Mỹ ăn rất là ngon. Đối với mình chưa, mình còn vẫn còn hơi thất vọng một tí là mình không làm cho nó đúng cái medium rare mà mình thích ăn nha các bạn. Thật sự ra cục thịt bò, nếu mà các bạn mua một thịt bò mà các bạn biết rõ cái nguồn gốc của nó đó, rõ cái nguồn gốc mà thật sự là cái nguồn gốc mà mình biết được là nó cho ăn cỏ, ăn cái gì, không cho ăn thuốc, không cho ăn bại bạ đó, thì thật sự ra mình ăn medium rare rất là ngon, là tại vì nó mềm và nó juicy và nó có cái vị nước ở chính giữa bên trong. Khi các bạn cắn vào cục thịt mình sẽ thấy nó mềm, nó có cái nước nó chảy, nó tươm ra, mình ăn rất là ngon. Còn nếu như mình ăn khô quá, thật sự nhiều người nói mình ăn sống không có tốt, nhưng mà nhiều bạn ăn quá chín á, các bạn có thấy giống như là mình đang nhai một cái giấy gói đồ vậy các bạn. Mình nhai giống như vậy, mình ăn cảm thấy nó không có vị gì hết, nó dai, nó kỳ lắm. Nhưng nếu như các bạn ăn mà biết rõ nguồn gốc mà ngon á, mình nói với các bạn mà nên ăn medium rare là 20% là xong, còn phần bên ngoài chín, mà chín là phải khét nha các bạn, không phải là khét lẹt đang khui ruột, khét có nghĩa là vàng vàng nha. Mình ăn rất là ngon, thật sự ra là thơm thật. Bữa nay cái cục thịt mình làm rất là cảm thấy cũng hài lòng, nhưng mà lần tới mình sẽ làm cục thịt ngon hơn với cái medium rare nha các bạn. Và nói chung cục thịt đó là mình chấm nước sốt mà mình đã hướng dẫn các bạn đó. Thì cái nước sốt rất là hợp, là tại sao? Là tại vì mình không cần phải bỏ nước vô nè, tại vì cái bơ mình có sẵn nè, có hương vị bò nè, bò nó ra, có hương vị nấm nó ra mình xào, và có, mình đặc biệt là không bỏ đường nha các bạn, tại vì đường, cái nước rượu là rượu mirin nó là có ngọt sẵn rồi, chỉ có nước tương thôi, và tiêu. Mình ăn, mình xào cho vừa tới thôi, đừng có xào nhiều quá nha các bạn, tại vì các bạn xào nhiều quá sẽ mềm. Mình xào vừa tới cái mình ăn cái nó giòn, nó dài dài, nó rất là ngon. Và đặc biệt xin cảm ơn các bạn đã coi hết cái chương trình của mình, và nếu như các bạn cảm thấy thích thì hãy nhấn like cho mình, chia sẻ cái channel của mình và subscribe cho mình nha các bạn. Tại vì channel của mình sẽ là toàn bộ đều là món ngẫu nhiên mỗi ngày. Mình sẽ không suy nghĩ bất cứ món gì ban đêm, hoặc là suy nghĩ bất kỳ món gì buổi sáng khi mình đi chợ. Mình sẽ vào chợ, mình sẽ chọn bất kỳ một món ngẫu nhiên để cho các bạn thấy được là khi mình đi chợ mình sẽ có được một món ngẫu nhiên mà nấu cho gia đình, không cần phải suy nghĩ bất cứ cái gì cho nó là hồi bữa nay tối nay tôi phải ăn cái gì, sáng ngày mai tôi phải ăn cái gì, và chưa đến đi chợ mà đi gì. Ok, xin chào các bạn, chúc các bạn buổi tối tốt lành.